sao con còi kia? Mẹ nào mà con gầy ốm, ăn mãi mà không tăng cân ấy thì chắc chắn đã từng nghe và rất ám ảnh cái câu này rồi đúng không? Là một người mẹ thì chắc chắn là ai cũng sẽ mong muốn cho con mình khỏe mạnh rồi trộm vía. Nhưng mà thực sự ấy là quá trình nuôi con không phải lúc nào cũng dễ dàng. Rõ ràng là đã chăm con rất là kỹ rồi, nhưng mà con vẫn bé hơn các bạn, rồi lại còn hay ốm nữa ấy. Thì mẹ hãy chú ý ba cái lý do sau nha. Thứ nhất ý, là do khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng của con bị kém. Cụ thể là con đang bị rối loạn tiêu hóa do bị thiếu hụt enzyme và hệ vi sinh đường ruột bị mất cân bằng. Thứ hai là do chế độ ăn uống của con chưa hợp lý. Không phải là cứ ăn nhiều chất béo rồi chất ngọt là con sẽ tăng cân đâu. Ngược lại còn khiến cho con dễ bị mắc bệnh hơn nữa. Giải pháp cho hai vấn đề đầu tiên thì các mẹ có thể tham khảo cho con chất sữa Nutrike Colos 24 giờ Club Plus đến từ Viện Dinh dưỡng Y học Nutrike Hoa Kỳ. Công thức cao năng lượng 100 kcal theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng với 52 dưỡng chất canxi, vitamin D3 giúp bé cao lớn vượt trội. Đột phá công nghệ lợi khuẩn postbiotic bổ sung 10 tỷ lợi khuẩn cùng sữa non 24 giờ chứa hàm lượng cao kháng thể IgG có vai trò là trung tâm của phản ứng miễn dịch giúp tăng cường đề kháng cho con. Có 3 dòng cho các bé đủ độ tuổi từ 0 đến 12 tháng, 1 đến 2 tuổi và 2 đến 10 tuổi. Loại này thì cũng có dòng sữa pha sẵn cực kỳ tiện lợi. Và thứ ba là do chưa sổ giun định kỳ. Giun sán thì cũng không có gì quá nguy hiểm, nhưng mà nó sẽ chia nhỏ thức ăn khi mà đi vào dạ dày của bé. Nếu ba mẹ mà không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ khiến cho trẻ bị tăng cân chậm và nguy cơ bị suy dưỡng là rất cao. Mẹ lưu ý những lý do trên để chăm con được dễ dàng hơn nha.